Vừa qua, trên trang cá nhân của anh Hoa Cương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô dâu 62 tuổi phải nhập viện cấp cứu, đã làm nhiều người không khỏi lo lắng. Hình ảnh chị Sao mắt nhắm nghiền, tay phải truyền nước nằm trên giường bệnh đã khiến dân mạng lo lắng không hiểu nguyên nhân là gì. May mắn sáng nay, tình hình sức khỏe của chị Sao đã ổn định và bác sĩ đã cho về nhà nghỉ ngơi. Dù gương mặt còn tiều tụy, nhợt nhạt nhưng chị Sao cũng đã ăn được cháo và chồng trẻ luôn bên cạnh săn sóc tận tình. Đồng thời, trong đoạn livestream sáng nay, anh Hoa Cương cũng đã chia sẻ nguyên nhân vợ bị sốc nhập viện là do xem được một số kênh YouTube nói về vợ chồng chị với nội dung được cho là xúc phạm danh dự của hai vợ chồng. Nếu các bạn có đủ khả năng và năng lực thì hãy dựa vào bản thân mình, đưa hình ảnh của mình lên để câu like, câu view để kiếm tiền, chứ đừng lấy hình ảnh danh dự của người khác để xúc phạm, như thế là không tốt. Những đối tượng như thế làm vợ mình bị sốc. Nếu không có video nào xin lỗi công khai thì mình sẽ làm đến cùng, anh Hoa Cương chia sẻ. Được biết, anh Hoa Cương cũng khẳng định nếu các kênh YouTube này không có bài xin lỗi công khai thì hai vợ chồng sẽ làm việc đến cùng.